Hello, sáng sớm ngày hôm nay em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương lên video bán hàng trên YouTube. Xin mến chào tất cả các anh em cùng các bác và đại gia đình nhà mình trên toàn quốc. Là một ngày mới may mắn, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Thì đi đến với cái video bán hàng trên YouTuber của ngày hôm nay, thì vào kênh của em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương thì thường thường như thường lệ thì em sẽ có một cái game show nho nhỏ để các bác vào bình luận cũng giống như là tương tác ủng hộ kênh cho em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương ngày càng phát triển hơn. Và các bác ghé qua kênh của em thì để hợp lệ với lại món quà cũng giống như ủng hộ kênh của em, thì các bác cho em xin một nút đăng ký và một ấn chuông ở bên tay phải màn hình TV của các bác để báo hiệu mỗi lần mà em lên video mới, thì các bác nhận được là đầu tiên và sớm nhất để vào xem xả chết, cũng giống như là có mặt hàng nào ok thì các bác ủng hộ em. Còn cảm ơn tất cả các anh em cũ những ngày qua đã luôn đồng hành ủng hộ cùng với kênh của em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương, thì em chân thành cảm ơn các bác. Và em xin công bố về cái món quà của ngày hôm qua, tức là đôi loa Ken các bác này. Thì ngày hôm qua là YouTuber ghi nhận là tất cả các anh em vào bình luận ủng hộ cũng giống như là tương tác đoán số cho vui, thì 266 bình luận là thực tế, còn những 280 mấy bình luận là em trả lời lại cho các bác, thì cái đó là YouTube không tính các bác nha. Thì cái số một cái tờ tiền 20k các bác này, 1966 này, thì là cái số cuối của đồng tiền này là 327 các bác nha. 327 và 327 thì đã có chủ nhân ngày hôm qua, món quà mới lên bây giờ anh em vào ủng hộ em tương tác cũng nhiều cho nên quà rất là dễ, và anh em may mắn thì sẽ có món quà em làm cái kỷ niệm của em gửi về. Thì em xin thông báo về cái kết quả của người may mắn nhất cũng giống như là rất giỏi các bác anh em ạ, các bác ạ. Thì đây các bác nha, em vừa chốt xong này, vào lúc em đoán em ra sau 1 giờ, hơn 1 giờ, thì con em gái này là cái con em lúc trước đấy các bạn, là con em gái ở thành phố Hồ Chí Minh lúc trước mà vào trúng quà này các bạn, thì hôm nay em ấy lại trúng rồi này, em ấy lại trúng này, anh xin chúc mừng em là hai lần hai này, và em rất chi là may mắn và đồng thời là em rất là vui duyên với số này. Đấy thì em vào comment cho anh em biết và để cho anh địa chỉ này là để anh gửi quà này. Con bé này rất chi là may mắn và đồng thời rất giỏi các bạn. Ngày hôm trước thì đánh lộn đi lộn lại, ngày hôm nay thì rất sát sao, và ngày hôm nay thì trúng luôn. Trúng luôn thì quà bây giờ anh em vào ủng hộ em cho nên là rất chi là nhanh ra. Đấy và rất chi là ok. Đấy thì đó là món quà cũ các bác nha. Món quà cũ. Đấy thì đã có chủ nhân này. Đấy. Em gái này rất chi là có duyên mà rất chi là giỏi. Đấy thì em xin công bố các bác này như vậy. Em có xem được video thì vào comment cho anh em được biết là em rất là may mắn. Đấy. Thứ hai là ngày hôm nay thì em lên một cái đôi Ken đó nha. Chiều cao của dàn này, cái đôi Ken này rất là cao, của mini, sử dụng đôi màng bằng giấy và màng bằng giấy và viền bằng vải tẩm dầu. Đôi này rất dòng Ken này rất là bền các bác nha. Tiếp tục một Ken này. Đấy, Ken. Thì đây là cái tờ tiền 10k các bác này. 1811 em để loài ở đây. Đấy thì các bác cũng tạm ổn, là gọi như là vuông thành cũng sát cạnh. Đấy, thì cái lô hàng vừa rồi của em về em mini nó cũng không được đẹp, cho nên là em mấy cái bộ đẹp đẹp thì nó bằng nhựa và nó nhỏ, thì em cũng phải chọn thứ nhất là kích thước chiều cao cũng giống như là về cái quà làm sao cho nó hợp lý và nó xứng đáng. Thì em lên cái món quà ngày hôm nay, các bác vào tiếp tục ủng hộ em nha. Thì các bác mới để hợp lệ cũng giống như ủng hộ em thì cho em xin một đăng ký, một ấn chuông và đồng thời nữa là và bình luận chung với cùng với anh em cũ cho nó vui. Và một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các anh em cũ những ngày qua luôn đồng hành ủng hộ cùng với em. Thì hai món quà, hai món, một quà có chủ nhân và một quà mới, thì để em qua đầu đi video em xin các bác mấy phút là như thế để em qua vào video bán hàng các bác nhá. Rồi em cảm ơn các bác luôn theo dõi đồng hành ủng hộ cùng em. Thì đi vào video bán hàng ngày hôm nay thì em lên loa dàn đại các bác nhá. Loa của em thì nguyên zin và nguyên bụi. Ngày hôm nay em lên một bộ đôi loa của dàn Trung các bác này, Trung Ai Qua. Chiều cao của con này khoảng 33 các bác nhá. Ngoại hình đẹp.
chiều cao 33, chiều ngang khoảng 20 các bác nha. Đấy, hậu sâu khoảng cả dây căng là 18. Con này là ai qua là model là NHG4 các bác nha, dòng 6 ôm. 6 ôm, không thấy đế ôm chút các bác. Mắt in là của China. Đây các bác. Thùng vách đẹp. Đây các bác. Rồi em quay về màn hình chính này. Rồi có đôi ai qua này thì em giao 680 em bao ship các bác nhá. Mã số 1. 680k em bao ship các bác lấy về cái bàn ly. Em mang qua mã số 2 các bác. Mã số 2 thì ngày hôm nay em lên một cái bộ một đôi loa của bộ dàn xếp các bác nhá. Xếp này, viền vải thấm dầu, màng giấy, hai quay. Zin đét luôn. Nhìn màng này, về kiềng này, xanh lét luôn. Và đây là đôi e căng đó nha, cũng giống như là kiềng mặt. Đây, đôi e căng. Đây là hai cái lỗ. Thùng vách đằng sau thì con này là không được đẹp các bác nhá. Đây chiều hông này nè. Đây, con này là có bộ dàn chung cho chất âm hay. Đây. Chiều cao của con này dao động 20-30 các bác nhá. 30 đây nè. Con này được sau xấu nè. Đây các bác. Đấy. Xấu như vậy nhưng mà nó chất các bạn, về để tân trang lại thôi. Chứ còn nói về chất âm cũng giống như là về cái độ mà hay cũng giống như là nó cổ hơn, cổ kính hơn ấy. Thì nó hơn mã số 1 các bác. Bởi vì là dòng này là nó dòng cổ các bác. Rồi em giao 750 nè. Các bác đừng sau hơi xấu các bác về tân trang dùm em này. Cho nó đẹp để nghe em mà trưng bày nè. Này con này khá gấu các bác. Khá hay. Thích hợp cho những âm ly điền, âm ly đài cổ càng tốt. Rồi 750 các bác. 750 em bao ship. Em bao ship các bác nha. Đấy, to nhỏ gì em đều bao ship hết. Và em sang mã số 3 các bác này. Mã số 3 thì hôm nay em lên một đôi ken quá chất lượng. Đấy, của dàn trung. Đây là một đôi dây căng các bác. Dây căng đẩy vào đây nè. Đây, 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 đẩy vào là như thế các bạn. Đây, để em đẩy vào. Đấy. Rồi, em gỡ ra này. Đôi loa trung này là sử dụng một con chép bằng giấy các bạn. Phiền bằng vải, phiền bằng cao su. Rất là đẹp quá. Màng này, màng rất là sâu này. Nhìn như cái loa đài rất là chất lượng. À, cho chất âm hay. Thùng vách thì chắc chắn các bác. Nặng trịch luôn. Dòng này nó gấu lắm các bác. Trung này gấu lắm. À, chiều cao của con này là gần 40 các bác nhá. Đây các bác. 41 các bác. Chiều cao 41, hậu sâu. Thùng vách nha các bác. Đẹp. Dòng này là SS522L các bác nhá, 70W, dòng 6 ôm 140W một cặp. Japan các bác này. Japan. Hàng này là dòng cổ mà. Đấy, ngoại hình này, đen đẹp. Thì các bác cứ cái bạn Zalo, cần hình thì em mình gửi qua bên Zalo cho các bác. Rồi em quay về màn hình chính. Đôi loa chất lượng. Em giao 1.300.000 bao ship các bác nha. Con này nhỏ vậy nhưng mà nặng thì chắc phải đến cả chục ký các bác. Rồi em sang mã số 4 các bác. Mã số 4 thì ngày hôm nay em lên một cái con Panasonic 3 quay các bác. 3 quay nó cũng thuộc vào là size trung chứ không phải là size đại các bác nha. Cao của nó vào tầm khoảng 45. À, 45 dao động ở đoạn đó. Ba quay. Sử dụng một đôi bắt 20 kiềng nhôm phay nhôm màu trắng và e căng liền các bác nhá.
cái này không cũng không phải là liền đâu, cậy được ấy, nhưng mà em cứng thì em không cậy thôi, tháo được, bởi vì họ lắp vào được thì mình tháo ra được, không tháo được trước thì sẽ tháo được sau. Đấy, Panasonic SBCD370 các bác này. Đấy, đấy, về phần ngoại hình thì để em xoay này, đây các bác, một chiếc này, đây là một đôi, và đây là đằng sau, đây các bác. Mặt hông này. Đây em ra nguyên bụi các bác nhá. À, mà đẹp thì phải qua tay anh em chúng ta một tí nữa thì nó mới đẹp được. À, bởi vì anh tay anh em ta có nhiều anh em rất chi là khéo léo, rất chi là giỏi về mọi mặt. À, mà thời buổi này lúc này phải giỏi thì về nhiều thứ thì mới sống được. Rất hay, có nhiều anh em cũng phải nể luôn mà gửi những cái mặt hàng vào em rất chi là thích các bạn. Qua tay các anh ấy nhìn rất chi là đẹp, cho dù là rất chi là bận, vẫn sắp xếp công việc tốt, rất chi là tốt. Rồi bộ này, đôi này em giao 1.4 triệu em bao ship các bác này. Đấy, bao quay này, size cũng gọi là size đại đấy. Bác 20 các bác nha. Kềnh nhôm, mặt phải nhôm. Rồi em sang mã số 5. Mã số 5 của ngày hôm nay thì em lên một cái đôi Sony các bác này. Sony của dàn đại này. Sony này là của size đại. Xe đại này thì là của model là SS 55V550AV đó này. Sử dụng bao quay. Nhìn cái kềnh các bác này, kềnh này đẹp lắm luôn. Đấy, con này về mới mặt trước rất là mới. Chết này, trung này các bác này. Trung mấy lớp đến 2 lớp. Trung 2 lớp, 2 lớp viền. Chết này. Đấy, con này là e căng đầy đủ các bác nha, không rách. Đây mặt sau đây các bác. Mặt sau của chiếc này này. Sony V 100W một cặp. À 100W một chiếc, 6 dòng 6 ohm. Mắt in là của Japan Zin các bác nha. Dòng này thì là 200W một cặp. Đây các bác. Chiếc bên này không được đẹp các bác nha. Không được đẹp mấy này. Tưa về mặt sau, chiếc bên kia là ok. Cái này về tay anh em chúng ta tân trang thì cực kỳ đẹp. Đây các bác, còn ngang không thì là ok. Rồi mã số 5 này hôm nay em giao 2.1 triệu em bao ship có nha. Đấy, rất chi là ok này, sử dụng một đôi bát 20 cả kiềng 25. Đấy, mặt mũi đẹp. Trung 2 lớp. Rồi em qua các bác này, em qua mã số 5. Em sang bên mã số 6 này. Mã số 6 ngày hôm nay thì em lên một đôi Sony này là Sony của 77 đó nha, dòng VIP. Vuông thành sát cạnh nhưng mà qua vận chuyển thì mất một cái check các bác này. Mất một cái màng giấy ở ngoài, không ảnh hưởng đến chất âm nhưng mà ngoại hình thì hơi xấu. Đấy, con này thì gấu rồi các bác. Đấy, anh em tin về nhạc lực thì lấy con này, e căng đầy đủ các bác nhá, không rách. Đây các bác. Như mới. Về tân trang lại cái chất giấy giùm em. 77 của Japan các bác này. Dòng này là 240W các bác nha. Một cặp, 120W một chiếc, dòng 6 ohm. Của Japan sản xuất. Thùng vuông thành sát cạnh. Đấy. Thì các bác cứ Zalo cho em thì em gửi hình cụ thể hơn các bác nha. Rồi nay em giao 2 triệu em bao ship các bác này. Có cái tân trang bằng giấy này, bởi vì bộ này nó không có dưới 3 triệu đâu. À, đôi loa này nó không có dưới 3 triệu đâu các bác. Nếu mà nó hoàn thiện nó không dưới 3 triệu đâu. Thì bác phải tân trang lại cái giấy cho em giao 2 triệu bao chip này. Rồi em sang bên mã số 7 các bác. Mã số 7 thì hôm nay em lên một đôi loa săn chui này. Màng rắn này các bác này. Gần vải tẩm dầu này, còn dầu nguyên bụi. À, rất là mềm, màng rắn, con này gấu lắm này các bạn. Kiềng bằng nhôm, mặt phải nhôm màu xám đen nhưng mà qua ngày tháng nên là nó có hơi dỉ quá nha. Đây này, cái này thì tháo ra đánh thì một thoải mái thôi. Đây các bạn. Chiều cao của con này gần 60 các bạn nha.
56, 57, thường thường là đại là như thế. Năm 2, 53 là chính xác. Và qua vận chuyển thì cái này nó có hơi hở bác nha. Cái mạch này, mặt này này, chiếc bên này thì ok, nhưng mà chiếc bên này là hơi hở này, nó hở ra rồi. Thì lấy keo cuốn của làm gỗ, ngày xưa quê em là Nam Định nha, quê em gần Nam Định, nhưng mà em ở ngoài Nam Định là làm gỗ, lấy keo gỗ, đây chữ vàng đằng sau các bác này, xử lý vào là ok các bác. 120W dòng 6 ohm, chữ vàng, đem vàng, dòng Japan này chắc chắn là Japan rồi, nhưng mà không thấy đĩa ở đây, nhưng mà chắc chắn là dòng 6 ohm, thông quá nha các bác. Ê căng đầy đủ không rách các bác nhá. Đây. Mặt sau của chiếc loa hông thì đẹp à? Hông thì ok. 120W, 240W một cặp các bác. Đây. Dòng này thì gấu nặng trịch. Bao quay gấu này các bác. Viền rắn. Nhìn cái viền này thích lắm các bác. Đấy. Rồi hai các bác về tân trang lại cho em cái mặt các bác nhá, nó bị hở. À. Em giao 2 triệu mốt các bác này. 2 triệu mốt em bao ship nhá. Các bác to nhỏ thì các bác cứ để em lo ship. Rồi em qua mã số 8 này. Mã số 8 thì ngày hôm nay em lên một đôi loa khủng long của Technic MX3 này. Em đọc luôn giá thị trường hiện tại này và em cũng hay giao 2 triệu rưỡi này. Giá thị trường hiện tại khoảng gần 4 triệu, 3 triệu 9. Đây, một con chép này của bên Nhật là chế này. Chế thêm quả hơi bị gấu. Mặt phay nhôm các bác. Là một con trung. Tất cả là đều ok hết. Cái này em không có, ở Việt Nam mình không có chế đâu các nhá. Em về nguyên bụi như thế nào từ Nhật về là em bán vậy đấy. Tuy nhiên thì ở đâu cũng có những người Việt Nam mình mà. Đây các bác này. Vân rắn luôn này. Ui, cái nón ba to lắm. Con này thì Technic của MX3 các bác nhá. MX3. Chiều cao của con này là 52, 53. Đây. Mục viền các bác nhá. Con này nặng lắm các bác. Này, kiềng loa này. Đây. Của Japan. Đây. Thùng loa, vách loa đẹp. Con này nặng lắm luôn các bác. Đây đẹp các bác. Rồi các bác về thay viền. Thay viền giùm em. Rồi để chơi. Em giao 2 triệu rưỡi các bác nhá. Rồi em sang mã số 9. Mã số 9 ngày hôm nay em lên một con Aurex các bác này. Con này bát lòng trong 25. Cao gần 60 hoặc 56 các bác nhá. 56, 57. À, chiều rộng của nó, con này loa nó to lắm. Sử dụng loa bao quay các bác này. Bát này các bác này. Lòng trong 25, cả kiềng này 29. Đây các bác. Đây, vận chuyển bị cấn này các bác này. Đấy, em khổ chưa? Khổ cực kỳ khổ, em khổ lắm luôn đấy các bác. Đây. 100W dòng 6 ohm này. Của V570 các bác. Dòng gấu lắm của Aurex. Aurex là một thương hiệu. Đây các bác. Thương hiệu mạnh của loa cổ, đi đồng bộ. Zin nguyên bụi. Có những vết sức, vết sẹo qua thời gian và cộng thêm vận chuyển. Đấy, cho nên em các bác lấy về tân trang nhá. Em giao 2 triệu 6 các bác này, 2 triệu 6. Rồi em qua mã cuối cùng các bác. Mã cuối cùng thì nay lên đôi loa cây. Em lên đôi loa cây này. Loa cây màng trắng của Onkyo. Onkyo này là 308 các bác. Đấy, bác nào có cây Onkyo thì lấy về. Màng trắng. Cây này cao 92 các bác nha. Chiều sâu hơn 20. Và chiều vuông là khoảng 18. 16 đến 18. Đế đây các bác. Thân hình bóng, phủ bóng nano toàn thân các bác.
Đây, đẹp. Rắc đây các bác. Bắp chuối mạ vàng. Gọi là chạm loa mạ vàng 240W một cặp các bác, D308. Dòng 4 ohm. Này là dòng của một bộ của nó là hai cái loa này cộng với mấy cái loa con này, cộng với cái đầu nó kéo này. Rất là hay. Rồi các bác 2,1 triệu các bác này. Thị trường giá khá cao. Rồi cuối video em lên 10 mã ngày hôm nay thì một lần nữa các bác cho em học gửi lời hỏi thăm đến các bác và các bác kết mã nào thì kết bạn Zalo, liên hệ Zalo em chụp hình cụ thể cho các bác. Và em xin kết thúc video và chào tất cả các bác ngày mới cùng với lại đại gia đình một lần nữa mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Em xin kết thúc video các bác nhé.